Rồi, 7 ngày mùa 7 ngày mùa 3 chính thức bắt đầu nhé các em. Hello, xin chào Như Quỳnh nè, thấy Như Quỳnh hoài ha. Chào My Hà nè, chào Trần Hữu Ngọc nè, chào Nguyễn Huyền nè. Mạng tốt không các em? Nghe rõ nhìn rõ không? Chào Lê ha. Hôm nay chắc là mạng ok chứ không tới nỗi nào đâu ha. Thầy nghĩ vậy. Ôi, thấm thoát mà thời gian trôi nhanh nha. Mới ngày nào mùa 1. Chào Bảo Lê nè, chào Nguyên nè, chào Ngọc Nhi nè, anh nhớ em nha. Chào Duyên Duyên nè. Chào Dương Minh ha, chào Bùi Thị Duyên, chào Kim Ngân nè. Chào Định Vượng nè. Mới ngày nào mùa 1, bây giờ mình đã lên tới mùa 3 rồi các em. Mà đó chưa kể là Simple Live VIP nữa, là thành mùa 4 rồi. Chào Khả Thiên, chào Ngọc Bích, chào Khánh Thi ha. Khả Thiên nghỉ ngơi đi nha. Mai thi rồi. Nay học mai nghỉ ngơi đi, mốt thi rồi. Chào Văn Tiến nè. Rồi, fan nhiều thế. Chào Đặng Trường ha. Mới ngày nào còn là mới ngày nào còn là bập bẹ mùa 1. Bây giờ đã là mùa 3, mùa 4 rồi. Chào Ngọc Ánh nè, chào Dương Nguyễn Hoàng Long nè. Ơi, vào đi các em ơi. Xe nha, xe về nha, xe về Tường nha. Chào Tùng nè. À, nay đông vui quá ha. Chào Ngọc Ánh ha, chào Văn Trần, chào Việt Việt Anh Võ nè. Đấy, hôm nay ông nào ở lại học hành đàng hoàng, giờ tháng 7 rồi, ở lại học hành đàng hoàng nghiêm túc, hoàn thành khóa 7 ngày thì học ha, còn ông nào mà cứ phong trào thôi, ao cho anh em nhờ. Giờ tới thời điểm này phải học hành nghiêm túc rồi, tháng 6 thì mình còn chơi được ha. Chào Phạm Mỹ nè. Chào Lê Hoa, Đức Lương, Trọng Nguyên, Văn Trần nè. À, chào Phi Hùng nè, Danh Võ, Hữu Ngọc ha. Ơi, mạng này tuyệt vời quá, chào Thùy Linh. Đình Vượng chào rồi. Chào Dương Lệ nè. Ôi, team live VIP này học đông nha. À, phải gửi link cho team lớp off nó học, chứ team lớp off ngày mai khai giảng rồi, hôm nay cần cái bài nền tảng không có, không toan á. Có đứa nào lớp off của thầy không, comment một cái coi. Lớp off và gửi link vô nhóm lớp off á, kêu tụi nó vô học giùm thầy cái. Có đứa nào đang trong nhóm lớp off không? Gửi cái link, share cái link livestream này vô nhóm lớp off 2K4 lớp off, kêu tụi nó vào học. Mai lớp off khai giảng rồi. Live VIP vẫn học bình thường Dương Minh. Đây là khóa bổ trợ thì là từ 8 giờ tới 9 rưỡi, live VIP từ 9 rưỡi tới 11 giờ, liên quan gì đâu. Chào Lâm Nguyễn nè, chào Hương nè. À, rồi em nào đang ở trong những nhóm nào của thầy thì share cái link này vào cái nhóm đó cho mấy bạn ra học nha. Nói các bạn rằng đây là cái khóa học nghiêm túc đàng hoàng, khởi động lại từ đầu. À, chào Yến Quỳnh nè, Dương Minh nè, My Hà nè, team học ké. My Hà team học ké là sao em? Chào Ngọc Anh, Giáp Lê. Giáp Lê được giải lần mùa 1 cái là bắt đầu là rớt tụt dốc không phanh ha Lê ha. Mùa này liệu Lê có thể lên lại được chăng? Chào Nguyễn Văn Hải nè. Chào Đỗ Minh Nhiên. Ơi, ai đã in tài liệu rồi? Ai đã in tài liệu rồi? Báo cáo thầy coi coi. Chào Thu Hiền. Đúng rồi, học từ 8 giờ tới 11 giờ là bình thường gì đâu. 8 giờ tới 9 rưỡi là mình học nền tảng căn bản. Còn 9 rưỡi tới 11 giờ là mình là học live VIP nâng cao. Em còn chưa nhận được thì em đăng ký lại đi. Được không? Hôm nay là còn chưa, hôm nay là còn chưa live VIP, còn chưa phải là bài vận dụng cao ấy. Hôm nay là bài vận dụng cao, quốc cho tới 12 giờ là học từ 8 giờ tới 12 giờ. Phạm Mỹ này, em trong vùng dịch chưa in được. À, ok, Thư Trần. Em chưa nhận được tài liệu là em bị phạt đó nha, là thầy đăng từ hôm qua tới giờ, giờ này chưa nhận được tài liệu. Mấy bài này học quen quá rồi thầy, vậy em vô hóng thôi. Thấy một bọn live VIP láo không? Cái bọn live VIP nó học nhiều quá, giờ nó bắt đầu đã trở nên kiêu ngạo rồi. À, nhưng mà quan trọng là em có thắng giải được không. Giờ live VIP là vô đây là phải tranh nhất nhì ba. Dương Minh, Thư Trần, ok.
Rồi, trước khi mà bắt đầu học thì thầy muốn chia sẻ với các em một chút ha. Những cái điều này thì những cái khóa trước thầy không nói, nhưng mà bây giờ khóa này thì thầy sẽ nói, tại vì bây giờ tháng 7 rồi là mình bắt đầu vào hành trình học hành nghiêm túc rồi. Chứ mình không còn là như tháng 6 là học đứa nào học thì học, đứa nào chơi thì chơi, nó không quan trọng lắm. Nhưng mà tháng 7 là cái tháng mà trước sau gì em cũng phải học, thì bây giờ nghiêm túc. Thầy nói các em có biết một trong những cái yếu tố cốt lõi khiến cho em có thể đậu đại học khi mà mình học ôn thi là gì không? Hả? Cái yếu tố cốt lõi, những yếu tố cốt lõi, em có muốn nghe những cái yếu tố cốt lõi trong cái hành trình mà mình học để mà mình có thể thi đậu đại học với điểm số cao là gì không? Em nào muốn nghe? Rồi, cho thầy biết đi, muốn nghe không? Thầy nói cho mà nghe trước khi mình học. Mới đi in phát hiện quên tải link bìa, cái con này thiệt. Rồi nghe đây, một trong những cái yếu tố để mà các em có thể đi thi đạt được cái kết quả cao, thì em nhớ kiến thức nó chỉ có một phần trong đó thôi, nó còn những yếu tố khác nữa. Yếu tố đầu tiên á, yếu tố đầu tiên thứ nhất đó là cái việc học tập của em phải là cái người học tập chủ động. Học tập chủ động là sao em? Chăm chỉ chứ là yếu tố phụ thôi, chủ động mới là quan trọng nhất. Chủ động nghĩa là sao? Chào Diễm Quỳnh. Chủ động nghĩa là sao? Ví dụ thầy nói, ví dụ như các em cũng đã được xem là level 1 của việc chủ động rồi. Tại sao thầy nói các em là level 1 của việc chủ động? Bởi vì giờ này phần lớn các bạn vẫn còn đang gọi là còn hè mà, thì em là nằm trong top 10% những học sinh đi tìm cái chỗ mà học. Có thể là em đã đăng ký học live VIP online, có thể là em chỉ mới đăng ký học khóa này miễn phí thôi, hoặc là một lần, hai lần, ba lần miễn phí gì đó của thầy, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng cái tinh thần của em nó đáng khen, bởi vì em đã có cái tinh thần chủ động học tập. Đây là một cái điều rất đáng khen nè, và đây là cái mức level 1 của cái việc chủ động, em hiểu không? Nhưng mà nếu như em dừng ở cái level 1 này, thì bây giờ em level 1, 3 tháng nữa em vẫn level 1, 5 tháng nữa em vẫn level 1, và tới khi đi thi mà em vẫn level 1 thì em toang. Em hiểu không? Cho nên cái học tập chủ động em phải nâng nó lên một cái level tiếp theo. Học tập chủ động nghĩa là sao? Khi mà em đã có mặt trong cái livestream, như những cái livestream như thế này, có thể là không phải em chỉ xem một mình thầy mà em còn xem những thầy cô khác nữa, đúng không? Thì khi mà em làm những cái việc như vậy á, là em đã là nhóm chủ động tích cực rồi. Nhưng mà em cần phải nâng mình lên một cấp nữa. Nâng lên như thế nào em? Chủ động bây giờ nó có một cái cấp độ tiếp theo. Đó là chủ động về tìm những khóa học, tìm những thầy cô, đúng không? Ê, cấp độ tiếp theo của em phải là chủ động tham khảo tài liệu, hay thầy gọi nó là gọi là tìm hiểu chương trình á. Chủ động tìm hiểu chương trình. Chủ động tìm hiểu chương trình nghĩa là sao các em? Tìm hiểu chương trình nghĩa là mình sắp thi, mình phải biết là cuối cùng mình sẽ thi những cái gì. Đầu tiên á, tìm hiểu chương trình là ví dụ như em phải xác định được em thi khối A hay khối A1, đúng chưa? Xong rồi, bây giờ thí dụ khối A rồi hay khối A1 rồi, mình xác định là toán lý hóa hoặc là toán lý âm gì đó, thì bắt đầu tiếp theo là mình phải có cái sự chủ động. Vậy thì phải tìm hiểu chương trình toán. Ít nhất bây giờ em phải biết được toán nó có những nội dung nào, đúng không? Rồi, lý, ít nhất bây giờ mình chưa học hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất em phải biết được là lý nó có những cái chương nào mình chưa học, nhưng mà mình phải biết được nó có những cái phần nào, chương nào, và phải biết được phần nào khó, phần nào không khó. Giờ hỏi một câu nè, hỏi một câu nè, ai trong cái livestream này biết được môn vật lý trong đề thi đại học chương nào là chương khó? Comment xuống thầy coi thử, coi coi bao nhiêu đứa biết nè. Ai không biết thì comment không ơi. Ai biết comment cái tên cái chương mà em biết là nó khó trong đề thi học, comment xuống thầy coi nào. Ai không biết thì comment không biết. Để xem coi cái sự động chủ động của em nó đang ở level 1 hay là level 2 rồi. Đấy, một đứa Thư Trần chương 1, Điện Xây Chiều chương Thủy Thành. Đấy, vậy thì đây đây, một câu hỏi này của thầy là đã phân loại các em ra làm hai nhóm. Một nhóm là chủ động level 1 và một nhóm đã là chủ động level 2 rồi, đúng không? Đấy, sóng, điện xoay chiều, RLC, đúng rồi. Đa số chủ động level 2 thì toàn bọn live VIP đang học với thầy. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là bọn live VIP nó đã học với thầy rồi,
Thì thật ra đây là cái bọn mà chủ động tìm hiểu chương trình nè. Còn cái bọn mà nó đang comment đây á, thì nó không phải chủ động level 2 nữa. Đây là level 2 ha. Cái bọn đang comment đây á, thì nó đã lên tới chủ động level 3 rồi. Chủ động level 3 là sao? Chào Pháp Đặng nè, chào Nguyễn Tường nè. Được rồi. Chủ động level 3 là sao? Chủ động level 3 là chủ động tìm hiểu thầy cô. Chủ động tìm hiểu thầy cô. Một. Đấy. Và bọn này nó xác định là nó mục tiêu là thi đại học. Đa số cái bọn mà chủ động level 3 thì nó mong muốn điểm số đại học của nó là 8 điểm trở lên. Cho nên nó nhanh hơn cái bọn level 1 và level 2 một tí. Đa số bọn level 3 này bây giờ nó đi tìm thầy cô nào mà nó học nó thấy phù hợp, và những cái môn mà nó cần thiết, và mục tiêu đa số của tụi nó là 8 điểm trở lên. Chào Tuyết Nguyễn nè. Thì cái bọn level 3 này nó thường nó đã xuất phát từ tháng 5, tháng 6. Tại sao khi mà thầy hỏi cái câu này, câu nào phần nào là phần khó, thì có một nhóm nó trả lời, mà đa số cái nhóm đó thì nó là trong cái là combo live của thầy hết rồi. Bởi vì tụi nó không ở level 2, tụi nó ở level 3. Ngay từ tháng 5, tháng 4, tháng 6 là tụi nó đã xác định là phải đi tìm chỗ, tìm thầy cô để học, bởi vì mục tiêu của mình là 8 điểm, 8 điểm, 8 điểm. Cho nên mình phải xác định, và tụi nó rất là vội vã vội vàng để mà chắc chắn cho cái mùa thi của mình ha. Thầy nói như thế không có nghĩa là những bạn khác không mong muốn được 8 điểm, những bạn khác không mong muốn là được 9 điểm, 10 điểm, đúng chưa? Nhưng mà cái bọn này nó nhanh nhẹn hơn, nó quyết liệt hơn, còn những bạn khác thì chậm hơn. Nhưng mà chậm hơn không có nghĩa là thua, ở đây chỉ đại thầy chỉ đang phân loại ra thôi, hiểu không? Ví dụ như My Hà mới bắt đầu tháng 7, có nghĩa là em còn ở level 2, em phải một bước nữa mới lên được level 3 ha, giờ em vẫn còn ở level 2. Rồi cái chủ động tiếp theo nữa, cái chủ động tiếp theo, cái bọn này nó là đã level cao tốt rồi, nhưng mà có một cái level còn cao hơn nữa. Level cao hơn nữa là chủ động level 4. Chủ động level 4 này tất nhiên nó phải trải qua cái level 3 đó em. Chủ động level 4 nó phải trải qua cái level 3. Tức là sát con mẹ nó định là giờ này tụi nó đã học búa lô xua rồi. Và hầu như là toán đã học rồi, lý đã học rồi, hóa hay anh gì đó đã đóng tiền học hết rồi. Nhưng mà trong cái bọn mà đã đăng ký học hết rồi này á, nó lại phân ra làm hai nhóm. Bây giờ cái bọn mà chậm hơn mình không xét thôi, mình nói sẽ giúp đỡ cái bọn đó sau. Giờ mình đang phân tích cái bọn mà nó đã học hết rồi á, nó lại phân ra làm hai nhóm. Một nhóm á là cứ đúng giờ, đúng giờ đó học rồi hết giờ tắt máy, đúng giờ học hết giờ tắt máy, được chưa? Thậm chí là có cái nhóm nó level 4 nhưng mà level 4 trừ, nó tệ hơn, học hoặc là trốn. Đấy, đăng ký đồ xong hết rồi, nhưng mà cái bọn này là bọn level 4 trừ nè. Đấy, bọn này là bọn level 4 nè. Đúng giờ là học, 4 trừ là đăng ký đồ xong hết rồi, nhưng mà tới giờ không học, đúng không? Đấy, thì cái này nó đã phân ra hai nhóm rồi. Mặc dù có chủ động rồi, nhưng mà trong quá trình chủ động đó thì bắt đầu lười lười, thì mình gọi nó là nhóm 4 trừ thôi. Tất nhiên nó vẫn hơn cái bọn level 1, 2, 3 giờ còn chưa chịu học, được không? Còn cái bọn level 4 á, là đúng giờ học, hết giờ thôi, đúng giờ học, hết giờ thôi. Thì lúc này bọn level 4 nó sẽ có một nhóm, nó là level 4 cộng. Level 4 cộng là sao? Chủ động level 4. Chủ động level 4 này có nghĩa là nó ngoài cái việc học ra nha, nó còn hỏi bài nè. Đấy. Rồi, làm thêm nè. Rồi, xin tài liệu nè. Đó. Rồi, thì là nói chuyện với thầy cô nè. Bọn này nó rất là tích cực hỏi bài, rất là tích cực làm thêm, rất là tích cực nói chuyện với thầy cô. Một trong những yếu tố này, hoặc là tất cả các yếu tố này, hoặc là một trong những yếu tố này. Đấy. Và ví dụ như là tích cực thi thử nữa. Đấy, một trong những yếu tố này hoặc là tất cả những yếu tố này, được không? Đấy, thì cái bọn level 4 cộng này nè, là cái bọn mà nó sẽ vượt qua cái mục tiêu 8 cộng này, mà nó đang muốn hướng tới là nhảy cao hơn điểm 8. Cao hơn bao nhiêu chưa biết, có thể là 8,5, có thể là 8,8, có thể là 9, có thể là 9 cộng.
Nhưng mà bọn này nè, cái bọn mà tích cực này nè là nó đang vượt qua một điểm 8 và nó muốn đi lên cao hơn. À, còn cái bọn này là 8 điểm là nó vui rồi. Em hiểu không? Đấy, thì nó là như thế. Rồi, còn có một cái bọn nữa là bọn này max kill luôn. À, bọn này là bọn chủ động level 5 ha. À, chủ động level 5. Level 4 này trong combo là VIP của thầy thì có khoảng được 20% thôi. Tức là 100 đứa thì chỉ có được 20 là nhiều, chỉ có 10% thôi. 100 đứa là VIP của thầy. À, khóa combo live VIP à, sắp tới là khai giảng vào ngày 14 tháng 7 nha em. Lát nữa thầy sẽ nói về cái này cho em sau ha. À, bây giờ em cứ học khóa miễn phí này của thầy trước đi, rồi thầy nói tiếp ha. Cái bọn level 5 này á là nó lúc nào nó cũng chỗ nào mà có thi thử là chỗ nào mà có bài hay, chỗ nào mà có bài khó là có mặt nó. À, ví dụ như à, cái em thầy á, cái lớp live VIP của thầy có một cái thống kê. Đó là tất cả những mà học sinh mà học với thầy á thì thầy đều thống kê lại hết. Xem là bao nhiêu đứa lần một thi thử, lần một bao nhiêu điểm, lần hai bao nhiêu điểm, lần ba bao nhiêu điểm, lần bốn bao nhiêu điểm, thống kê điểm ra hết. À, lấy 12 dễ ha, thống kê điểm ra hết thì có một nhóm khoảng 10 đứa em, có một nhóm khoảng 10 đứa. Ví dụ như có một bạn thật rất là thường xuyên tham gia thi thử và xem những cái livestream, mặc dù bạn đó học bây giờ là bốn khóa của miễn phí rồi và bạn đó cũng trong live viết của thầy luôn, à, Đinh Quỳnh Hoa hay là một vài đứa khác nữa. À, thì nó hầu như là cái kỳ thi thử nào cũng có mặt nó hết. À, có thể là đạt giải, có thể không, nhưng mà cái thi thử là có mặt nó và lúc nào nó cũng nằm trong top. Em hiểu không? Đấy, thì cái bọn này nè là cái bọn nó đang hướng tới cái level 5. À, mong muốn của nó bây giờ là cao hơn điểm 8, cao hơn bao nhiêu thì tùy sức từng đứa ha, nhưng mà cái bọn này khao khát của nó rất là cao. À, thì thầy muốn các em á nè, bây giờ mình đang ở level 1 nè, thấy cái khóa học của thầy, bắt đầu mình chui vô mình tìm hiểu, à rồi mình cũng đăng ký, đúng không? Đấy, thì được cái level 1 rồi thì mình phải nâng mình lên level 2. À, bây giờ em phải bắt đầu tìm hiểu chương trình. Vậy thì trong quá trình mà học với thầy, thầy sẽ nói dần cho em, thì lúc đó em tự động lên level 2 rồi. Nhưng mà cái điều kiện tiên quyết thầy nói ở đây nè, cái điều kiện tiên quyết để em có thể lên level 2 rồi lên level 3, khoan nó tới chuyện là em đăng ký học hay gì cả, em phải hiểu rằng cái điều kiện tiên quyết đó em lên level là em phải học đủ. À, đây là khóa 7 ngày thì em phải học đủ 7 ngày. Em hiểu không? À, có bao giờ em lên mạng em thấy một cái câu mà người ta nói á, là trước khi bạn bỏ cuộc thì bạn phải nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu. Thế thì cái lý do mà em bắt đầu cái khóa học này là gì? À, có phải là vì em muốn học hành nghiêm túc, em thấy mình đã bỏ bê lâu quá rồi, bây giờ mình muốn một lần mình học hành nghiêm túc đúng không? Vậy thì phải xác định bước vào đây là phải học đủ 7 ngày. À, trước khi mà mình muốn từ bỏ thì mình phải nghĩ đến lý do mình bắt đầu, được không? Hoàn thành 7 ngày này level em khác luôn. À, kiến thức em vượt trội ha. Đấy, đó là một điều mà thầy nói. Điều thứ hai nữa, à, hồi nãy có bạn nói với thầy là quan tâm tới khóa học đấy, thì lát nữa thầy nói ha. Bây giờ điều thứ hai nữa thầy muốn nói với các em, à, đó là yếu tố đầu tiên là yếu tố chủ động. Yếu tố thứ hai, khi mà em học bất cứ một cái gì em phải có mục tiêu, xác định cái mục tiêu của mình. Rồi, nếu mà xác định mục tiêu thầy nói luôn nè, thầy nói luôn nha, cái này nói rất là nghiêm túc, nói rất là nghiêm túc ha. Không phải ai cũng mong muốn đạt được 8 điểm, 9 điểm để mà thi đại học. Có những bạn chỉ mục tiêu vừa vừa là được rồi, chống liệt được rồi, thầy biết điều đó. Nói thẳng em luôn nha, nếu như em mà mục tiêu không phải 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm gì đó, em không cần đi học thêm. Không cần đi học thêm. Không cần đăng ký combo live VIP. Nếu như mà em nghe nè, nếu như mà em chỉ mục tiêu 6 điểm cộng 7 điểm, 6 điểm cộng cộng và 7 điểm. Nếu như mà em 6 điểm cộng cộng và 7 điểm này, em chỉ cần xem livestream free của thầy Liêm vật lý là cam kết với em đủ rồi. Đó. Tất cả những khóa free của thầy Liêm vật lý em xem hết thì bao sân em là 6 7 điểm là chắc chắn, không cỡ nào mà hả dưới được. À, thậm chí còn cao hơn, 6 7 điểm là thầy đang nói khiêm tốn, được không? Đừng tốn tiền học thêm ở ở ở mấy cái nhà thầy cô nào ở ở ngoài quê của em. Đấy, hay là đừng tốn tiền mua cái gì học cái gì đó. Lên đây học free với thầy là dư sức 6 7 điểm rồi. Đó, thì cái mục tiêu của mình nó phải rõ ràng. Bây giờ em có xác định môn lý là môn thi chính không? Nếu môn lý là môn thi chính, lời khuyên của em, à, của thầy
là các em phải vượt qua điểm 8, tới 8 rưỡi 9 điểm gì đó. Thì lúc đó mình mới tới chuyện là học thêm nè, học live VIP nè. Còn nếu mà mục tiêu mà 6 7 điểm để mà chống liệt, không cần học gì cả, xem livestream free là đủ rồi ha. Đấy, đó là yếu tố đầu tiên thầy nói. Yếu tố thứ hai thầy nói đó là, nói thật ra nếu như mà em ở những cái thành phố gọi là có trường chuyên lớp chọn, những cái nơi nào mà có trường chuyên lớp chọn, có truyền thống học tập cao đấy, thì em hãy nghĩ tới cái chuyện là học thêm, bởi vì nơi đó có những giáo viên giỏi thật sự. Còn nếu như mà em ở những cái vùng trường bình thường rồi thì là thầy cô ở cái vùng đó, ở cái miền đó hay là ở cái xóm đó, thì thầy nói với em là em đừng có học thêm, nó vừa tốn tiền mà nó vừa phí thời gian, em hiểu không? Chất lượng nó không cao. Thật sự nghiêm túc mà nói, nếu như ở cái vùng của em không có những thầy cô dạy offline mà thuộc dạng nổi tiếng và chuyên, em lên em học online đi, nó vừa rẻ mà chất lượng nó lại cao, đặc biệt là trong cái live VIP của thầy. Thầy nói thiệt nha, ai là học sinh live VIP của thầy comment một cái coi. Live VIP của thầy nào mặc dù là học online nhưng mà thật sự nó còn hơn cả offline nữa, điểm danh bài tập hàng ngày. Đây cho các em xem sơ nè, cho các em xem sơ nha. Cho các em xem sơ ha. Rồi. Cho các em xem sơ điểm danh bài tập hàng ngày để biết coi là lớp thầy nó học như thế nào. Đây. Đâu rồi ta? Đây. Đây. Rồi các em nhìn đi. Nè. Đây, tháng 6 nè. Quốc trình nè. Quốc trình nè. Không có nhà nè, vắng nè. Nộp bài tập bù sau nè. Nguyễn Mậu Giáp nè, vắng một buổi, hai buổi, ba buổi, bốn buổi, năm buổi, sáng bị đuổi học nè. Đấy, tới khi mà thầy hâm đuổi học thì bắt đầu mới là hả chạy vô, thầy ơi cho em học lại. Đấy, học online nha, học online. Nhưng mà hả kiểm soát nghiêm ngặt y chang như là offline luôn, chứ không phải đùa đâu. Các em hiểu không? Chết rồi. Màn hình màn hết gì đi đâu toang hết rồi. Đấy em thấy không? Đấy. Rồi. Đây. Vắng nè, vắng nè. Mọi thứ là thầy kiểm soát hết, học online nhưng mà kiểm soát còn hơn cả offline nữa. Cho nên thầy nói với các em á, cho nên thầy nói với các em á là nếu mà có điều kiện. Chờ thầy tí nha. Chết rồi. Đấy, rồi hơi trở lại ha. Chào Nguyễn Thái. Thì thầy á, thì thầy không có phải là giới thiệu quảng cáo gì về thầy cả, nhưng mà ở đây thầy ý thầy nói á là lời khuyên của em, của thầy, nếu như mà em đã xác định học thêm thì phải học thêm cho nó chất lượng, còn mà cái vùng của em không có những cái thầy cô chất lượng thì coi như là nó không hiệu quả ha. Được chưa? Rồi, một cái yếu tố cuối cùng nè. Một cái yếu tố cuối cùng nè. Thầy muốn nói với các em là khi mà mình xác định cái mục tiêu của mình á, thì thêm một yếu tố nữa để mình có một cái tầm nhìn xa. Yếu tố thứ ba là cuối cùng ha. Không, yếu tố thứ ba cuối cùng đó là mình xác định cái trường đại học, cái trường đại học mà mình muốn vào. Nếu ngay từ bây giờ mà em xác định được cái trường đại học mà em muốn vào đấy, thì lúc đó cái hiệu quả học tập của em sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên là cái điều này chỉ có khoảng 5% học sinh bây giờ là các em có thể có điều này thôi, còn lại thì hầu như là không có ha. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ đi, bách khoa nè, y dược nè, ngoại thương nè, hay là bất kỳ trường nào đó đấy, do có một đợt số đứa là nó đã xác định rồi ha. Nó xác định rồi, là chưa xác định được thì điểm không cao đâu, phải xác định điểm mới cao ha. Xác định điểm sẽ rất là cao nếu ngay từ bây giờ mà em xác định được cái trường mà em học.
thì cái hiệu quả sẽ rất là cao. Lúc đó em khi mà em đã xác định em sẽ thi bách khoa, cái cách học em nó khác, và em sẽ nhìn những cái đứa mà nó đậu bách khoa nó học như nào và em học theo, được không? Đấy, thì thầy nói sơ như vậy. Còn bây giờ trong cái khóa ngày hôm nay chúng ta học là học lại vỡ lòng. Tất cả những bạn nào mà đã học rồi thì thôi không sao, xem qua, còn lại để cho các bạn mới học. Rồi cho thầy hỏi nè, ai ở đây chưa học gì? Comment một giùm thầy coi, ai đã từng học với thầy rồi comment hai, ai đã học này học kia rồi comment hai, ai ở đây mới toanh chưa học gì comment một, mới toanh chưa học gì comment một. Võ Nhật Kỳ, ok. Còn ai mới toanh chưa học gì không? Danh Võ. Thôi mấy đứa nào học rồi comment hai coi, đừng có comment như thế thầy không nhìn được. Đức Lương nè, Lại Tuấn, hai comment hai đi, đứa nào chưa học comment một coi. Rồi ok, lớp off của thầy lên học bù đưa comment 3 coi. Lớp off lên học bù comment 3. Đứa nào trong lớp off, trong nhóm lớp off kêu tụi lớp off ra học bù để ngày mai học cho nó hiệu quả ha. Có ai lớp off ra học bù không? Comment 3 cái xem nào. Đinh Huy Hoàng, ok. Đinh Huy Hoàng là con của Đinh Quang Huy, bạn thầy. Thầy là bạn của ba mày đó nha Huy Hoàng. Mới tổng hợp kiến thức chứ đầu toàn rỗng thầy ơi. Rồi ok, hôm nay thầy sẽ bắt đầu đi lại từ ABC ha. Các bạn nào học rồi tag các bạn nào chưa học vào vào đây để mà thầy hướng dẫn ha. Ok, Cao Thư Minh Chí, tag những bạn nào chưa học gì vào đây để thầy giúp cho các bạn đó học nha. Nói thẳng ra 8, 9, 10 thì phải học cao, chứ còn mà 6, 7 điểm thì chỉ cần học miễn phí với thầy là dư sức rồi ha. Bắt đầu nè. Thử thách 7 ngày học trước vật lý 12. Đây là buổi đầu tiên và chúng ta sẽ học về khái niệm cơ bản dao động điều hòa. Vậy thì ghi tập vở đàng hoàng các em ơi, tập vở đâu lấy ra ha. Phá dạy là sao? Tập vở dao động điều hòa. Dao động, tập vở lấy ra ghi bài nha. Dao động điều hòa, dao động điều hòa. Đây, dao động điều hòa là phần đầu tiên, phần đầu tiên của chương trình của chúng ta là dao động điều hòa ha. Vậy thì thầy sẽ giảng một cách đơn giản và nhanh gọn như thế này. Giả sử như mình ở trên cành, mình có một chiếc lá cây nằm trên cành như thế này. Đấy, đây là chiếc lá cây nha. Giảng từ đầu cho mấy em thiếu nhi luôn ấy. Thì nếu như bình thường mà lá cây nằm vậy thì đây gọi là vị trí cân bằng. Tức là cái vị trí mà nó không nhúc nhích, nó đứng yên thì gọi là vị trí cân bằng. Bây giờ bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua. Khi mà gió thổi qua thì gió lá cây nó sẽ bị đung đưa, lúc này nó lăn qua đây, sống lăn qua đây. Nó lăn qua lại. Đấy, thì khi mà nó chuyển động qua lại như thế, người ta nói là nó đã thực hiện một dao động. Được không em? Đấy, nó đang đây nè, đứng yên nè. Sau đó lá cây, gió thổi qua, cái nó nghiêng qua, nghiêng về, lại quay lại đây. Thì người ta nói rằng nó đã thực hiện một dao động. Hay một cái ví dụ đơn giản khác. Đó là hồi nhỏ mình chơi trò chơi xích đu như thế này. Ha, bạn nào học với thầy rồi thì sẽ biết những cái này rồi. Tất cả các khóa nền tảng 7 ngày công phá vật lý 12 thì 70% kiến thức nền tảng đều là như thế. 70% kiến thức nền tảng là không đổi ha. Có 30% sẽ thay đổi, đó là những cái kỹ thuật giải bài nhanh mà mỗi khóa thầy sẽ tăng cường thêm. Bây giờ hồi nhỏ mình chơi xích đu không? Hồi nhỏ mình chơi xích đu nè. Mình nhờ một đứa bạn kéo mình ra một cái. Rồi 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 ok, mày thả tao ra đi, mày thả tao ra đi. Thế là nó thả mình ra cái mình bay cái vèo bên này. Được không? Bay cái vèo qua này đấy, bay cái vèo qua xong cái mình bay cái vèo về đấy rồi. Khi mà mình bay qua bay về như thế thì cứ mỗi lần mình qua nè rồi về nè rồi lại qua nè, mỗi lần mà mình đi được một cái hình như thế này, ở giữa qua bên phải rồi qua bên trái rồi vòng về giữa lại như cũ, thì người ta nói rằng mình đã thực hiện được một dao động. Được không các em? Hay là trong cái phần mà con lắc lò xo, đây là con lắc lò xo của vật lý 12 ha. Con lắc lò xo nghĩa là gì em? Nghĩa là có một cái lò xo như này, lò xo có độ cứng K. Và người ta gắn một cái vật vào, vật này có khối lượng là M.
Nếu mà bình thường để cho lò xo nằm như thế này, bình thường để như thế này thì không có điều gì xảy ra, và chỗ này là chỗ đứng yên cho nên nó gọi là vị trí cân bằng. Bây giờ cũng như thế này, kéo qua bên đây rồi thả ra đúng không? Giờ cái lò xo này nào, mình nén vô đây một cái rồi thả ra. Rồi comment thầy cho biết coi, nếu mà đang ở chỗ này mà thầy kéo nó qua bên trái rồi thầy thả ra thì điều gì xảy ra với cái lò xo này em? Ai trả lời được giùm thầy nè, comment xuống giùm thầy coi. Nếu nó đang nằm giữa mà mình kéo qua bên trái rồi mình thả ra một phát thì điều gì xảy ra với cái lò xo này? À đúng rồi đó em. Một lần nữa thầy lại quay về cái ý mà thầy nói từ lúc đầu. Đó là khi mình học tập mà mình muốn tăng từ level 1 lên level 2, tăng từ lên level 2 lên level 3 là mình phải học tập một cách chủ động, học tập một cách chủ động tích cực. Có nghĩa là trong buổi học mình tăng tương tác, mình nói chuyện với thầy để mà cái kiến thức nó vào nhiều hơn, phải không? Chỉ có những người thành công mới là những người chỉ có những người chủ động mới là những người thành công thôi, còn những người bị động là những người luôn luôn thất bại. Hãy nhớ điều đó. Cho nên nếu mà mình chưa chủ động, mình ít khi mình giao tiếp với thầy cô, mình ít khi mình comment, mình nói chuyện, thì bây giờ là lúc mình nên thực hiện cái việc đó. Mình tập luyện dần thì mọi thứ đều có thể tập luyện được em, không? Mình học tập chủ động dần dần mình sẽ tiến bộ nhanh hơn những đứa khác rất là nhiều. Các em trả lời đúng rồi ha. À, Văn Tiến nè, mình đẩy qua bên này xong mình thả ra một phát thì nó đi qua bên phải đúng không? Đấy, rồi nó văng qua bên đây, sau đó nó lại văng về, được chưa? Và cứ mỗi lần mà nó qua một cái, nó về một cái, nó qua một cái thì người ta gọi nó là thực hiện được một dao động, được không em? Đấy, qua về qua thì người ta nói là thực hiện một dao động. Đấy, cho nên khái niệm đầu tiên mà các em được học đó là khái niệm về chu kỳ. Chu kỳ là gì? À, em nhìn nãy giờ một cái như một đoạn như này, một đoạn như này gọi là một dao động đúng không? Chu kỳ T là thời gian thực hiện một dao động. Ghi chép lại nha. À, thầy rất là kiên nhẫn. À, thầy có một cái đặc tính, tại sao mà người ta gọi thầy là chuyên gia trục vớt những con tàu đắm, em có biết không? Tại vì thầy rất là kiên nhẫn, thầy không cần biết là các em yếu cỡ nào, thầy không biết cần biết là các em mất gốc cỡ nào. À, nhưng mà thầy rất là kiên nhẫn để mà giảng dạy cho các em, chỉ cần các em theo thầy, các em tin thầy, à, thì thầy sẽ làm hết mình để giúp cho các em từ không có gì trở nên giỏi giang. Đấy. Bây giờ các em nghe cái bọn mà nó học live viết với thầy, nó học vận dụng cao đồ này nọ, nhưng mà bắt đầu của nó cũng như các em thôi chứ khác gì đâu. À, cứ mỗi cái như vậy gọi là một dao động ha, mỗi cái như vậy gọi là một dao động, được không em? Vậy thì nghe một khái niệm tiếp theo nè, 1 2 3 4 5 6 7, không biết mấy cái hả? À, nhưng mà người ta nói rằng là có một cái khái niệm tiếp theo gọi là khái niệm tần số có đơn vị là Hz. Tần số này là số dao động thực hiện trong một giây. Tần số là số dao động thực hiện trong một giây. Chúng ta đang học hai khái niệm. Khái niệm đầu tiên là khái niệm về chu kỳ, khái niệm thứ hai là khái niệm về tần số. Tần số là số dao động thực hiện trong một giây. Vậy thì hỏi câu này nè, đứa nào mà chưa chủ động trả lời lần nào, bây giờ hãy lần đầu tiên là một người trả lời xem. Nếu như mà trong một giây, đúng không? Nghe kỹ nè. Bây giờ thầy biết rằng là mỗi dao động thầy tốn là 0,2 giây. Hỏi các em trong một giây được bao nhiêu dao động? Comment xuống, đứa nào chưa từng trả lời bao giờ hãy trả lời thử một lần xem. Nếu mỗi dao động là 0,2 giây, hỏi trong một giây có bao nhiêu dao động? Comment xuống xem nào. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi các em, đúng rồi. Đúng rồi. À, trong một giây thực hiện được 5 dao động đúng không? Vậy tần số là số dao động thực hiện trong một giây. Được chưa? Trong tần số là số dao động thực hiện trong một giây, đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta có cái mối quan hệ giữa chu kỳ và tần số là F bằng 1 chia T. Đấy, đây là cái khái niệm đầu tiên mà các em phải biết ha. Đây là khái niệm đầu tiên em phải biết. Rồi, thầy nói thêm một khái niệm nữa là mình có thể làm bài tập luôn được rồi ha. Thầy nói thêm một khái niệm nữa là mình có thể làm bài tập luôn được rồi. À, thầy muốn nói cho em một cái khái niệm tiếp theo. Đó là khái niệm về phương trình dao động. À, nãy giờ ghi được nhiêu đây rồi nha, hình lá cây nè, hình xích đu nè, hình lò xo nè, vẽ mấy cái dao động này ra nè, viết chu kỳ nè, viết tần số nè, công thức đầu tiên là tần số bằng một chia chu kỳ nè, được không? Đứa nào mà ghi không kịp thì coi lại video chụp hình lại ghi đàng hoàng nha. Mình học ở đây mình học đàng hoàng chứ không phải là mình lên mình xem cưỡi ngựa xem hoa, mình không đang xem một cái video ca nhạc xem cho vui các em ha, mình đang học, được chưa? Rồi
Bây giờ thầy sẽ nói khái niệm tiếp theo, đó là phương trình dao động. Xong cái khái niệm này là mình bắt đầu vô làm bài tập được luôn, là thầy dạy nhanh gọn vắn tắt lắm. Phương trình dao động. Phương trình dao động thì có gì hay? Ấy, đứa nào mà đã học rồi nhìn cái cách mà thầy dạy các bạn, mày học cái cách dạy các bạn này chỉ lại cho các bạn khác, bởi vì vô trường sẽ có lúc mày chỉ cho người ta, đúng không? À, mình giúp đỡ bạn trong cái môn này thì biết đâu môn khác các bạn lại giúp mình. Ai đồng ý là nếu như mình giỏi môn lý và mình giúp bạn thì sẽ có lúc bạn giúp mình môn khác, comment một coi. Cho nên nếu như mình biết rồi, bây giờ mình học cái cách để chỉ cho bạn hiểu. Hiểu không các em? Rồi, phương trình dao động nó sẽ là như thế nào các em? Bây giờ hãy tưởng tượng như thế này ha. Bây giờ hãy tưởng tượng như thế này. À, thầy có một cái vật chuyển động qua lại quanh cái vị trí cân bằng như này. Chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng như này, được không? Nó chuyển động qua lại. Được chưa? Đấy, thì hồi nãy mình mới nói đây là vị trí cân bằng đúng không? À, và khi mà vật đi lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn như đây, thì mình gọi cái đoạn này là x. X này được gọi là em gì em? X này được gọi là ly độ. Lát hồi thầy sẽ gọi tên nó sau ha. Rồi, tiếp theo là khi em thấy nó đi qua tới đây là x là độ lệch so với vị trí cân bằng, được chưa? X là độ lệch so với vị trí cân bằng. Vậy khi mà nó lệch ra tuốt ngoài này nè, thì mình gọi nó là x max. Mình gọi nó là x max. X max bằng a. Đây là x nha, đây là x nha, đây là a nha. A là gì? A là biên độ, tức là độ lệch cực đại so với vị trí cân bằng, đúng không? Được không? X là độ lệch so với vị trí cân bằng. X max tức là a đó, là độ lệch cực đại so với vị trí cân bằng, được chưa? Và người ta có một cái phương trình dao động như thế này. Phương trình dao động nói rằng x bằng a cos của omega t cộng phi. À, trong cái phương trình này, thật ra đây là cái phương trình này chính là cái công thức để tìm độ lệch so với vị trí cân bằng, được không? Phương trình dao động là công thức để tính độ lệch so với vị trí cân bằng. Trong cái phương trình này em sẽ có, hồi nãy mới nói xong x nè, x là độ lệch so với vị trí cân bằng nè, ly độ là độ lệch so vị trí cân bằng, được không? Đơn vị là cm. Rồi, a là biên độ tức là ly độ max, đơn vị cũng là cm. Và omega này được gọi là tần số gốc. À, mình biết cái tên nó thôi ha, đơn vị của nó là radian trên giây. À, và công thức của omega, nhớ luôn công thức nha, 2πf hoặc là bằng 2π chia t. Ghi chép lại nha, mặc dù trong đề cương của em đã có hết rồi, thầy đã cho các em trong đề cương rồi, nhưng mà thầy muốn các em vẫn ghi chép lại một cuốn tập đàng hoàng. Ngày hôm nay thầy sẽ đối xử với tất cả các em đang học miễn phí ở đây như là những học sinh live VIP thực sự của thầy. Và thầy cũng cho bài tập về nhà các em làm đàng hoàng. Hãy tin thầy ha, được chưa? Thầy sẽ giúp cho các em giỏi lên ngay cả khi các em chỉ học những khóa bên ngoài này của thầy thôi. Vô live VIP thì bá con mày nó đạo luôn, nhưng mà học ở ngoài này là các em đã đủ kiến thức để mà lấy 6-7 điểm rồi. Yên tâm ha. Rồi, phi được gọi là pha ban đầu. Cái này mình ghi tên thôi. Từ từ mình làm bài thì mình sẽ nhớ. Đơn vị là radian. Omega T cộng phi thì được gọi là pha dao động. À, có những bạn mới học lần đầu thì sẽ hơi bỡ ngỡ với những cái tên gọi nè. Rồi, nhìn lại nè. Rồi, phi nè là pha ban đầu ha. Omega T cộng phi, nguyên cục này thì được gọi là pha dao động, được không? Đơn vị của hai đứa này đều là radian nha. Đấy, rồi, đó là những cái khái niệm cơ bản trong cái chương này mà chúng ta cần tiếp xúc khoảng 5-10 phút ban đầu để mình có thể làm quen với nó. Bây giờ nếu như đã sẵn sàng rồi thì comment 1 để chúng ta bắt đầu vào làm bài tập coi nào. Comment 1 để mình bắt đầu làm bài tập cho em ơi. Are you ready? Ok, let's go ha. Ơi, bây giờ trước khi mình làm bài tập thì anh em mình, tất cả những bạn nào chưa bấm nút share, bấm nút share một phát xem nào. Bạn nào bấm rồi thì thôi, bấm nút share một phát rồi mình bắt đầu làm nè. Những bài đầu tiên nhập môn cơ bản rất là dễ thực hiện ha. Bạn nào chưa từng tương tác trước đây thì tương tác bây giờ đi các em. Bấm tương tác một cái nào. Chưa từng tương tác với thầy thì tương tác một cái ha. Nhận diện phương trình nè. Câu số 1, một chất điểm dao động với phương trình x bằng 6 cos omega t.
x bằng 6 cos omega t, chất điểm có dao động, chất điểm có biên độ là a. Mình phải nhớ cái phương trình chuẩn là x bằng a cos omega t cộng phi, được không? Vậy thì thằng số 6 này nè, nó sẽ tương ứng với chữ a, được chưa? Omega, omega phi ở đây bằng không, thấy không em? Cho nên chúng ta dễ dàng có biên độ là b. Comment b xem nào. À, mấy ông nào mà chưa từng tương tác thì hãy làm quen với việc học tương tác đi em. Học livestream mà mình học tương tác thì mình sẽ tiếp thu kiến thức không thua gì lớp off, cộng thêm với việc được cho bài tập về nhà, được kiểm bài, được bắt thi thử của thầy nữa, thì các em học chất lượng nó còn cao hơn học off ở ngoài rất là nhiều. Chào Đinh Huy Hoàng ha, đáng khen lần đầu tiên thấy comment. À, tao dạy cho Đinh Huy Hoàng thi 8-9 điểm lý là cho ba mày hết hồn luôn ha Đinh Huy Hoàng nha. Câu số 2, một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 12 cm, dao động này có biên độ, đố tụi bay biết quỹ đạo là cái gì? Đố tụi bay biết quỹ đạo là cái gì? Quỹ đạo là cái gì? Câu số 2 ha. Như này là nãy giờ mình đã ghi rồi, mình biết rồi, chẳng qua là bây giờ mình làm lại cho vui thôi. Đây, vật chuyển động qua lại như này nè. Vật chuyển động qua lại như này thì nguyên cái đoạn nè, từ biên này qua biên kia thì được gọi là quỹ đạo D, đúng không? Và ở đây, từ đây qua đây nè là một biên độ A, đây qua đây nè là một biên độ A, cho nên nhìn hình ta thấy D bằng 2A, được không? Môn vật lý nó có một cái thú vị, đó là nó có một cái game gọi là nhìn hình ta thấy. Nguyên tắc làm bài của môn vật lý là phải gì? Ai biết comment xuống rồi. Nguyên tắc làm bài của môn vật lý là gì? Ai đã học với rồi những khóa trước hoặc là trong live viết, comment xuống cho các bạn biết rồi. Nguyên tắc làm bài của môn vật lý là gì? À, nguyên tắc làm bài của môn vật lý là, đúng rồi, vẽ hình. D bằng 2A, các em suy ra được là 12, D là 12 ha. Bằng là 2 lần của A suy ra bằng 12 bằng 2, A suy ra A bằng 6 cm, được không? Đáp án là câu C. Quá dễ, không thể dễ hơn, đứa nào làm không được đem bắn bỏ, làm không được đem bắn bỏ. Chào Ngọc Nhi, chào Văn Tiến nè. Có những bạn học 4 lần rồi, vừa học live VIP mà vừa học 4 lần rồi, bọn này là nó bọn nghiện học. Chứ cái này nó học muốn mòn rồi, mà nếu mà nó thích học vô đây nó vui. Đúng không? Đứa nào học vì vui comment một cái coi. Câu số 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình là x bằng 5 cos omega t cộng 0,5 pi. Pha ban đầu, nhớ không em cái chữ pha ban đầu nè. À, nhìn lại ha, pha ban đầu. Đâu rồi, cái hình hồi nãy rồi. Đây. Cái cục này nha, cái cục này nè, phi nè thì được gọi là pha ban đầu. Còn nguyên cục omega t cộng phi thì gọi là pha dao động. À, được chưa? Thanh Bình không dạy lý thuyết à thầy? Lý thuyết dạy xong rồi em. Pha ban đầu ở đây là 0,5 pi. Đáp án của chúng ta là câu B. 3B. Lý thuyết dạy xong rồi, giờ qua làm bài tập thôi. Câu số 4. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng 2 cos 20 pi t cộng pi, tần số dao động của vật là, chào Trực Bamboo ha, lâu quá mới thấy, chào Thùy Dương nè, tần số dao động là biết tần số là chữ gì không? Nghe nè, đặc biệt là mấy đứa mà ngao ngơ mới nè, cái chỗ này nè, cái cục này nè, nó được gọi là tần số gốc, nó khác với tần số ha, omega được gọi là tần số gốc. Và trong cái bài này omega nó bằng là 20 pi. Mà mình biết công thức là omega thì bằng 2 pi f, nhìn cho kỹ nè mấy ông. Cái thằng này mới được gọi là tần số nha. Đấy, thằng này là tần số nè, còn thằng này là tần số gốc nè. Cho nên mình suy ra được cái thằng tần số này f sẽ bằng omega chia 2 pi. Đấy, vậy omega đâu rồi? Đây 20 pi nè, chia cho 2 pi nè, f bằng 10 Hz. Được không? F bằng 10 Hz. Cho nên chúng ta chọn đáp án là câu A. Thế thì cái mẹo làm nhanh đó là gì em? Mà mới học nhưng mà thầy sẽ chỉ cho mẹo làm nhanh luôn ha. Đứa nào học cũ thì không nói, nhưng mà đứa mới thì nó sẽ hơi bỡ ngỡ một tí. Chỉ cho nè. Khi mà mình thấy cái omega nè thì mình chỉ việc bỏ đi cái pi rồi mình lấy cái số đằng trước mình chia 2 ha. À, 20 pi thì mình bỏ cái pi đi, lấy 20 chia 2 thì ra 10. Được không? Lấy cái số trước pi chia 2 thì ra được tần số. Nhớ ha, lấy cái số trước pi chia 2 thì ra được tần số. Được chưa? Rồi, câu số 5 nè. Câu số 5 này đứa nào làm không được đem bắn bỏ. À, chào Thanh Bình ha. Cảm ơn lời khen nha.
Nhưng mà quan trọng nhất là tụi bay phải học được, làm được cơ, chứ còn mà hả những yếu tố từ thầy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Câu số 5, điểm dao động điều hòa phương trình x bằng 6 cos pi t trừ 3 pi chia 2, ly độ của chất điểm khi pha dao động bằng 2 pi chia 3. Rồi mấy ông nội nãy giờ chưa comment thì comment cái coi nào. Pha dao động là chỗ nào biết không? Pha dao động là chỗ nào biết không? Nguyên cái cục này là pha dao động ha. Vậy thì nguyên cục này pha dao động. Đấy, comment cho thầy đáp án rồi. Nếu như nguyên cục này là pha dao động thì đề bài nói là pha dao động bằng 2 pi chia 3 nè. Mấy ông cầm máy tính lên mấy ông bấm cho tôi nha. Nói lại lần nữa, live stream này là live stream học, không phải là live stream xem ca nhạc, xem diễn tuồng. Cho nên là mình phải có tập vở, có giấy bút, có máy tính lấy ra để mà làm bài đây. Ông nào lấy máy tính ra bấm máy cho tôi coi. Nếu như cái chỗ này là 2 pi chia 3, pha dao động luôn nguyên cục này đúng không? Nhưng nguyên cục này là 2 pi chia 3 thì comment đáp án xem nào. Đúng rồi. Rồi tôi bấm cho mấy ông coi nha. Tôi bấm cho mấy ông coi nha. 6 cos nguyên cục này là 2 pi chia 3 nè, pha dao động nguyên cái cục này là pha dao động ha. Còn cái cục chỗ này không á là pha ban đầu, nhớ chưa? Đấy. 6 cos của 2 pi chia 3 2 nhân 180 chia 3, tại vì thầy đang để chế độ ra dân nha, thì thầy để chế độ độ nha. Rồi, nó ra là trừ 3. Thấy không? Chỗ này mà để chế độ độ thì cái chữ bi là 180, còn chỗ này mà ra dân thì chữ bi viết là bi ha. Thì thầy sẽ được là trừ 3. Đây, trừ 3 đây, trừ 3 ha. Trừ 3. Xong chưa? Mấy ông lớp off chăm chỉ học nha, không lười nha. Câu số 1. Rồi, vậy là xong cái dạng đầu tiên ha, nhận diện phương trình. Tức là những câu này rất là quen thuộc, những câu này rất là quen thuộc. Chỉ là để vô nhận diện chương trình thôi, đây vẫn còn là bắt đầu ha. Các bạn share và tag bạn bè vào học với thầy nha. Mỗi người mà mình gặp nhau đều là một cái duyên. Và thầy có mặt ở đây việc trước hết là để giúp cho các bạn nào mong muốn là học tốt lý có cơ hội được tiếp xúc với những kiến thức đơn giản mà dễ hiểu. Đấy, còn các em tiếp xúc được bao nhiêu, mình đi được với bao nhiêu nó không quan trọng, tùy duyên ha. Nhưng mà quan trọng nhất là mình gặp được nhau, mình học với nhau cái đã. Chu kỳ tần số gốc là dạng 2. Dạng 2 nha, câu số 6 nè. Mấy ông nào làm được comment xuống cái coi. Một chiếc điện dao động điều hòa trong thời gian 180 giây thực hiện 540 dao động toàn phần, tần số dao động là ê, 180 giây thực hiện được 540 dao động. Nghe rõ không mấy cô? Nhẩm giùm cái coi, khoan nói chuyện giải bài luôn. Khoan nói chuyện giải bài luôn. Hai đáp án đúng không? Hai đáp án giống nhau rồi, ok, kệ không sao. Khoan nói chuyện giải bài luôn, câu số 6 nè. 180 giây 540 dao động, vậy thì một dao động là mấy giây? Ông nào tính giùm thầy cái coi, ai tính giùm thầy coi, 180 giây là 540 dao động, vậy một dao động là mấy giây? Khoan, ta chưa hỏi đáp án mà, chưa hỏi đáp án mấy ông mà, nghe rõ không? 180 giây thực hiện 540 dao động, vậy một dao động là mấy giây? Comment xuống cái coi nào. Đúng rồi, rất là đơn giản, 1/3 giây. Và cho các em công thức luôn nha. Với bài số 6 này, công thức này đóng khung lại ghi vào tập luôn nè. Chu kỳ sẽ bằng là delta T chia cho T. Đem cho T chia số dao động, thầy nhầm. Delta T chia số dao động. Nhớ công thức này, T bằng delta T chia số dao động. T bằng delta T chia số dao động ha. T bằng delta T chia số dao động. Rồi, giờ chỗ này mình sẽ được delta T là 180 chia cho 540. 180 chia 540 mình ra được là 1/3 giây. Nghe chưa? Vậy cái bài này đầu tiên á, đầu tiên của bài này không phải là đi học tính cái câu hỏi của đề bài đâu, mà phải hiểu đề bài đã. 180 giây thực hiện 540 dao động, vậy thì nhẩm ra thấy là một dao động sẽ thực hiện được là 1/3 giây. Được không? Rồi bây lúc đó đề bài mới hỏi là tần số là bao nhiêu, thì mình học rồi, tần số là 1 chia t. Đúng không? T là 1/3 thì 1 chia t bằng là 3 Hz. Đúng không? 3 Hz thì mình có cục A nè, câu D nè, được không? Bài này là A và D ha. Đánh máy nhầm á, do đánh máy nhầm cho nên chúng ta ra hai đáp án A và D, được không? Ok, A và D ha. Rồi tag các bạn vào, bạn nào mới vào bấm xe cái nè, lưu về tường để mà xem lại cái phần lý thuyết lúc đầu nha. Một số bạn là vô sau bị lỡ cái lý thuyết rồi đó. Thôi thắng xong lên là các em, câu số 7 đi, câu số 7 làm không được thì thôi bắn bỏ luôn cho rồi, sống chi chật đất. Một vật dao động điều hòa chu kỳ là 2 giây, thời gian 10 dao động toàn phần. Là chu kỳ là 2 giây, thời gian thực hiện 10 dao động toàn phần. Rõ không các em? Chu kỳ là gì? Chu kỳ là thời gian thực hiện một dao động. Chu kỳ là thời gian thực hiện một dao động, vậy bây giờ 10 dao động thì là bao nhiêu? 10 dao động là bao nhiêu? Thằng nào không đường được thì thôi đừng nói tới nữa. À, tao
có cái súng tao bắn luôn được không? Rất đơn giản ha, một chu kỳ là 2 giây thì 10 chu kỳ sẽ là 20 giây, 10 chu kỳ là 10 dao động đó em, 20 giây, ok không? Câu số 7 xong. Câu số 8. Rồi, số 8 xem Ngọc Anh ha, 8. Một chất điểm dao động theo phương trình 10 cos 2 pi t cộng bi, chu kỳ dao động nè. Rồi, cái bọn mà đã học với thầy rồi im lặng nha. Cái này thầy muốn hỏi cái bọn mới nè, nãy giờ là bọn học với thầy comment nhiều quá. Bọn nào chưa từng học với thầy, comment cho thầy biết coi. Đây là lần đầu tiên em học nè, comment thầy biết coi chu kỳ dao động trong bài số 8 này là bao nhiêu. Tao muốn hỏi cái bọn mà mới học á, chu kỳ xem có hiểu được bài không? Chu kỳ là bao nhiêu? Bọn nào đã học cũ rồi im lặng. Đấy. Chu kỳ là bao nhiêu? Bọn mới nè, comment đấy coi. Bọn lớp up cũng có thể comment luôn coi. Để xem nào. Em đây 1 giây thầy ơi. Ok tốt ha. Đấy, các bạn mới đã bắt đầu lên tiếng rồi, các em học bắt đầu có cái tinh thần chủ động học tập rồi đấy. Rất là ok. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có chu kỳ dao động. Ở đây nó là omega là 2 pi nè. Vậy chúng ta sẽ có là bài số 8. T bằng 2 pi chia omega bằng 1 giây. Đúng không? Tại vì omega là 2 pi mà. Đúng không? Vậy đáp án là câu A. 8A ha. Em tưởng thầy không cho comment. Ok, 8A. Rồi, ok. Vậy là mình đã đi được một đoạn đầu rồi đó. Giờ bắt đầu đi nhanh hơn nè. Câu số 9. Phương trình chuyển động của vật là x bằng 12 cos 10 pi t. Với t tính bằng giây, số dao động toàn phần thực hiện được trong 10 giây là số dao động toàn phần trong 10 giây là đúng rồi, em tích cực quá, giỏi lắm. Số dao động toàn phần thực hiện trong 10 giây là số dao động thực hiện trong 10 giây. Số dao động thực hiện trong 10 giây. Làm được không em? Vậy thì mình chỉ việc tính xem là 1 giây có bao nhiêu dao động, đúng không? 1 giây có bao nhiêu dao động thì mình gọi đó là cái gì ta? Câu số 9 nè. Câu số 9 nè. F bằng omega chia cho 2 pi. Omega là 10 pi chia 2 pi bằng là 5. 5 hẹt. 5 hẹt này ý nghĩa là gì em? Là 1 giây thực hiện được 5 dao động. Giờ hỏi số dao động trong 10 giây. Đấy, vậy thì F 10 giây. Được không? F 10 giây hoặc là N 10 giây cũng được, tùy ha. Bằng là 10 nhân cho F bằng 50 dao động. Được không các em? 50 dao động. Vậy đáp án là câu C. Ai hiểu bài này comment C rồi, ai không hiểu comment 2 coi nào. Số dao động trong 10 giây. Ai hiểu comment C, ai không hiểu comment 2. Rồi ok, tốt ha. Tiếp tục nè, câu số 10. 10 xem đề bài nói gì đây? Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Chu kỳ dao động là dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 10 cm. Đây, một đoạn thẳng dài 10 cm như thế này. Được chưa? Vậy thì đây là D bằng 2A. Như vậy thì suy ra được là A bằng là 5 cm. A bằng 5 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian là 78,5 giây. Vậy thầy sẽ có đây là T bằng delta T chia số dao động 78,5 giây chia cho 50 dao động. Đấy, lấy 78,5 chia 50 coi. 78,5 chia 50. Nó sẽ bằng là 1,57 giây. Đúng không? 1,57 giây. T bằng 1,57 giây. Chu kỳ dao động là, rồi mình ra chỗ này luôn ha. Ở đây là T bằng là delta T chia số dao động nè bằng 1,57 giây. Được không? Bài này nó không có cái ABCD ha. Đó, chào Hoài Thương. Ok, Hoài Thương cứ học khóa miễn phí này của thầy trước đi. Thấy ok thì mình bắt đầu tính tới live VIP ha. Rồi thầy rất là thoải mái cho các em. Thầy muốn cái mà thầy muốn là các em phù hợp và các em học được cái chất lượng nó tốt. Chứ còn những cái yếu tố khác nó chỉ là phụ thôi. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Một cái bài dạng 3 là lên level cao hơn tí rồi nha. Một ly độ vận tốc gia tốc. Một vật dao động điều hòa có phương trình là x bằng 2 cm, cos 2 pi t trừ 6 pi chia 6. Ly độ lúc t bằng 0,25 giây là. Vậy nó hỏi cái t nè, em thấy cái phương trình này là phương trình ly độ không?
phương trình ly độ x nè, đúng không? Bây giờ nó hỏi ly độ lúc t bằng 2,25, t là chỗ này phải không? Vậy em biết làm gì đây chưa? Bưng cái 0,25 thế vào đây, bấm máy là xong đúng không? Bấm cho em coi nha. Bấm cho em coi nha, thay đổi ra chế độ độ đó ha, ra dăng đó ha. Đây, ra dăng rồi nè. Bây giờ thầy sẽ bấm nè, 2 cos của 0,25 đó là 2 pi. Ấy. 2 cos của 2 pi nhân 0,25. Đúng không? Trừ pi chia 6. Đấy, rồi, bấm cái nó ra là 1 cm, em thấy không? 1 cm, vậy mình có đáp án là câu nào? A đúng không? Ok, tất cả đều ra A ha. Rất là đơn giản, ly độ lúc t bằng 0,25 giây nó là A. Câu số 12. Một chất điện thực hiện giai đoạn điều hòa với chu kỳ t bằng 3,14 giây, biên độ là 1 mét. Tại thời điểm chất điện đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng. Rồi, lý thuyết tiếp này em ơi, lý thuyết ha. Lại lấy tập vở ra ghi lại nè em, đừng chủ quan nha. Đừng chủ quan, lấy tập vở ra ghi lại. Hôm nay mình đã ghi được gì rồi, thầy show lại cho em xem ha. Hôm nay lý thuyết mình đã học gì? Đầu tiên là thầy nói về khái niệm chuyển động qua lại thì được gọi là một dao động. Ví dụ bằng cái hình là chơi xích đu, ví dụ bằng cái hình là con lắc lò xo. Một dao động đi qua đi lại như thế này gọi là một dao động ha. Chu kỳ là thời gian thực hiện một dao động. Tiếp tục nè, tần số là số dao động thực hiện trong một giây, được không? Khái niệm thứ hai là tần số của mình có F bằng 1 chia t. Rồi, lý thuyết ôn lại nè. Hồi nãy bạn hỏi lý thuyết á, phương trình dao động là sao? Khi mình chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng như này thì độ lệch so với vị trí cân bằng gọi là x, độ lệch cực đại gọi là a, và mình sẽ có phương trình dao động là x bằng a cos omega t cộng phi. Và tất cả những bài nãy giờ mình làm là làm quen với cái công thức tính phương trình dao động, tức là tính cái độ lệch so với vị trí cân bằng nè, được không? Và mình có công thức là omega bằng 2 pi f bằng 2 pi chia t. Xong ha, đó là tất cả những gì mà hôm nay mình học. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em khái niệm tiếp theo, đó là ly độ vận tốc và gia tốc. Ly độ vận tốc gia tốc là sao? Nghe tiếp là ghi lý thuyết nè, không phải là cưỡi ngựa xem hoa ha. Cái bọn cưỡi ngựa xem hoa nó sẽ ao hết, nghe đi em. Nhưng mà cái chuyện đó là bình thường, bất kỳ cái khóa học nào thầy mở ra cũng vậy, lúc nào cũng là cả trăm, hơn trăm, 200, nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn khoảng vài chục người, thì thầy dạy là dạy cho vài chục người này, được chưa? Còn cái đám mà nó vô theo phong trào thì không xét làm gì. Lúc nào cũng vậy, cuộc đua thì chỉ có những người về đích mới là những người chiến thắng ha. Vậy thầy ở đây thầy sẽ có là ly độ nè, vận tốc nè, gia tốc nè. Ly độ vận tốc gia tốc là sao? Bây giờ em nhìn ở đây chúng ta xét trò chơi xích đu của ngày xưa. Nhớ ngày xưa mình chơi đu đưa đúng không? Đấy, rồi khi em chuyển động cái vèo qua đây, xem chuyển động cái vèo qua đây, em có nhớ cảm giác đó không? Nó bay cái vèo qua qua đây, nó khựng lại tí, bay cái vèo về, khựng lại tí, bay cái vèo qua. Vậy thì nếu mà em nhớ cảm giác đó thì em sẽ nhớ rằng là khi mà mình đi ngang cái vị trí cân bằng này nè, thì cái V cân bằng là cái V cực đại, đây là vận tốc lớn nhất, được không em? V cân bằng là V cực đại. Ai hiểu được ý này comment một giùm thầy coi, thầy đang hỏi mấy bạn mới ấy. Tiếp theo là khi mình đi ra vị trí biên này, mình bay lên đây, bắt đầu nó bị khựng lại một tí rồi nó tụt xuống. Qua tới bên này khựng lại một tí tụt xuống. Vậy ở hai bên này nó bị khựng lại, ý nghĩa là gì em biết không? Nó bị khựng lại trong 1/1000 giây, có nghĩa là chỗ này V bằng 0 nè. Ở vị trí biên V bằng 0 nè. Được không em? Ở vị trí cân bằng V max, ở vị trí biên V bằng 0, được chưa? Ở đây x thì bằng là a, ở đây x thì bằng là 0. Đấy. Và thầy cho các em một công thức như này. V cân bằng sẽ bằng công thức là a nhân omega. Nhớ công thức này ha, ghi chép lại nha. V cân bằng bằng là a nhân omega. Rồi, bây giờ một cái tình huống tiếp theo nữa. Tình huống tiếp theo nữa như sau. Giả sử ở đây chúng ta có cái tọa độ đây là chữ x nè. Ở đây em biết là V cân đồng là V lớn nhất đúng không? Ở đây là V bằng 0, vậy trong quá trình từ đây ra đây có phải là V giảm dần, giảm dần, giảm dần, V giảm dần không em? V giảm dần đúng không? Đến đây V bằng 0, xong rồi nó đi từ dưới này đi lên thì V lại tăng dần, tăng dần, tăng dần, tăng dần, đây V cực đại đúng không? Vậy có nghĩa là đây là V cực đại nè, đây là V bằng 0 nè, giữa lưng chừng này ứng với cái chỗ x này sẽ có một cái V. V ứng với cái x này. Thì làm sao ứng cái tính cái V ứng với cái x này em? Chúng ta có một cái khái niệm gọi là phương trình độc lập. Phương trình độc lập. Đó. V ứng với x này sẽ có công thức là a bình bằng v bình chia omega bình cộng x bình.
Đấy, phương trình độc lập đây. Vậy trong cái khái niệm này thầy cho em hai công thức, thấy không em? Thầy cho em hai công thức. Một, V cân bằng bằng A omega. Hai, A bình bằng V bình chia omega bình cộng X bình. Rồi, viết hai công thức này vào cho thầy coi. Ai đã hiểu được cái ý nghĩa của công thức, chưa nói chuyện làm bài được, hiểu được ý nghĩa công thức comment một giùm thầy cái nè. Đã hiểu được ý nghĩa công thức comment một giùm thầy cái. Được không? Rồi, ok, bắt đầu làm bài thôi em. Ghi chép lại ha, đứa nào ghi chép không kịp thì chụp màn hình nha. Chụp màn hình. Ơi, câu số 12. Chào Đào Quang Đức nè, đi đâu lâu quá giờ mày thấy ta. Ông nào vô sau chưa xe thì xe đi nha. À, nay máy khỏi bệnh rồi ha, nay là ngon lành này. Ông nào vô sau chưa xe thì xe đi. 12 đáp án là gì? Comment cho thầy có câu mấy câu. 12, 12, comment phát nào. 12 đáp án là gì đây? À, như vậy chúng ta sẽ có là 12. Tại thời điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn. Chúng ta dễ dàng thấy được, hồi nãy mình mới ghi xong đúng không? V cân bằng, đi qua vị trí cân bằng là V cân bằng bằng A omega. Ừ, 12 ở đây, V cân bằng bằng A omega. 12, V cân bằng bằng A omega. Chúng ta có được là trong đó T đề bài cho rồi, omega thì công thức là 2 pi chia T đúng không? Vậy thì đó là 2 pi chia cho 3,14. Đấy, vậy thì sẽ ra được omega bằng 2 pi chia 3,14. 2 pi chia 3,14 bằng 2 giây. À, 2 radian trên giây. Đấy, omega bằng 2 radian trên giây. A nhân cho 2, A là 1, vậy chỗ này là 2 mét trên giây. 2 mét trên giây thì đáp án là câu A. Quá đơn giản đúng không các em? Quá đơn giản, quá đơn giản. Được chưa? Ai có thể làm giùm thầy câu 13 nè? Ai có thể làm giùm thầy câu 13 nè? 13 xem đề bài nói gì đây? Một câu về phương trình độc lập ha. À, đây là cái video, đây là cái bài giảng nền tảng từ đầu cho các em về chương dao động điều hòa. À, sẽ rất là có ích cho các em nếu như mà các em xem kỹ video này từ đầu tới cuối ha. Một chất dao động với biên độ với tần số là 4 hẹt và biên độ là 10 cm, độ lớn gia tốc cực đại bằng độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng. À, câu số 13, gia tốc là gì các em? Bây giờ mình nhìn lại cái lý thuyết ha, mình nhìn lại cái lý thuyết nào, nhìn lại cái lý thuyết. Ơi em nhìn nè, ở đây là V bằng 0, ở đây là vị trí cân bằng và V max. Vậy là V tăng từ 0 lên V max. Em có biết cái gì làm cho vận tốc tăng lên hoặc giảm xuống không? Ai biết comment xuống xem nào. Cái gì làm cho vận tốc tăng lên em? À, cái thứ làm cho vận tốc tăng lên nó được gọi là gia tốc, em hiểu không? À, và khi mà vận tốc ở đây bằng 0, khi vận tốc ở đây là cực đại thì chúng ta hiểu rằng là có một cái gia tốc đang khiến cho cái vận tốc từ đây bằng 0 tăng lên, đây là cực đại nè, thấy không? Gia tốc là thứ làm cho vận tốc tăng lên và gia tốc tại một điểm đó, nó sẽ tương ứng với cái tọa độ x tại điểm đó, cho nên chúng ta cũng có một cái công thức liên quan giữa gia tốc và x tại một điểm. Công thức thứ ba mà thầy cho các em trong ngày hôm nay đó là A bằng trừ omega bình x. Đấy. Ghi công thức vào thôi. A, gia tốc tại một cái tọa độ x sẽ bằng công thức là A bằng trừ omega bình x. À, biết công thức trước, từ từ mình làm bài rồi mình hiểu sâu sau. Được không? Rồi, bây giờ đọc đề bài nè. Câu số 13. Xong. Tần số nè, biên độ nè, độ lớn gia tốc cực đại của chất điện. Độ lớn là gì em? Độ lớn là xét trị tuyệt đối đó, được không? Độ lớn là xét trị tuyệt đối. Vậy thì mình sẽ có câu 13 nè. Gia tốc bình thường công thức của nó là trừ omega bình x. Ở đây về bài nó độ lớn thì mình lấy trị tuyệt đối đúng không? Bây giờ nó cực đại nè. Omega là một hằng số và mình có thể tính hằng số này bằng công thức là omega bằng 2 pi f. F là 4, 2 pi nhân cho 4 bằng là 8 pi. Cái này mà đứa nào làm không được thì đem bắn bỏ ha. À, sống chi nữa chật đất. Đấy. Giờ dân số thì đang dư. Đó. Đứa nào mà kém quá bắn bỏ luôn cho rồi. Omega bằng 2 pi f, chỗ này là 8 pi, được chưa? 8 pi. Rồi bây giờ đề bài nói gì đây các em?
độ lớn gia tốc cực đại là. Vậy thì cái này là hằng số, omega này là mình ra được 8 pi nè, nó là hằng số. Vậy bây giờ gia tốc mà tăng muốn tăng lên cực đại thì phải sao các em? Comment xuống giùm thầy coi. Omega này là hằng số mà gia tốc muốn cực đại thì mình phải thỏa mãn điều kiện gì? Ai biết chỗ này comment xuống giùm thầy coi. À, dễ dàng trả lời được ha. Omega là hằng số trong khi thằng gia tốc muốn cực đại thì buộc lòng x này phải tăng lên cực đại. X max chính là gì em? X max chính là gì? Mình suy ra được là A max bằng omega bình A. Được không? A max bằng omega bình A. Vậy ở đây mình có được chỗ này là 8 pi bình nhân cho A ở đây là 10. Được không em? Đấy, rồi, ra đáp số luôn ha. 8 pi bình, bấm máy cho các em xem nè, x max bằng A. Rồi, 8 pi bình ha. 8 pi bình nhân cho 10 bằng 6316. 6316 đơn vị là cm trên giây bình. Đúng không em? 6316. Thì chỗ này là cm nè. Đúng không? 6316. 6316 cm trên giây bình. Tức là bằng 63,16 m trên giây bình. Đúng không? 63,16 m trên giây bình thì mình chọn được đáp án là câu C. Ai cũng làm được câu C giống thầy thì comment C phát nào. Ai cũng làm ra C giống thầy comment C phát nào. Đấy, rất là tốt ha. Bạn nào vô sau lưu về tường để xem lại đi em. Khúc đầu là phút lý thuyết đấy. Em phải biết được những cái phần lý thuyết cơ bản này ha. Rồi, thừa thắng xong lên được chưa? Thừa thắng xong lên được chưa? Ok. Bắt đầu tăng level rồi nè em ơi. Câu số 15. Một vật dao động điều hòa theo trục OX. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8 cm. Gia tốc ở vị trí biên là 2 m trên giây bình. Biên độ và chu kỳ của dao động của vật lần lượt là. Đố các em làm được câu này một cách nhanh chóng á. À, mình sẽ dễ dàng có như này. Qua vị trí cân bằng đúng không? Thầy vẽ cái hình nhẹ nhẹ cho các em xem nha. Thầy vẽ cái hình nhẹ nhẹ ha. V cân bằng, hãy nhớ V cân bằng là V max. Được không? Và V max nó bằng là A omega. Gia tốc ở vị trí biên hồi nãy mình có nhớ không? V cân bằng là V max nè. Còn gia tốc ở vị trí biên, gia tốc là bằng A bằng trừ omega bình X. Mà ở vị trí biên thì x bằng A. Cho nên gia tốc ở vị trí biên này chính là A bằng omega bình A. Được chưa? Đấy, gia tốc ở vị trí biên là A cũng là A max luôn. Bằng omega bình A. Biên độ và chu kỳ lần lượt là. À, vậy thì em thấy bài này chúng ta sẽ làm như thế nào kìa? Nó cho V max, nó cho A max. Chúng ta dễ dàng lập tỷ số, lấy A max chia cho V max nè. A max chia V max bằng gì? A max hồi nãy mình mới nói xong ở vị trí biên là A bằng omega bình A. Chỗ này là omega bình A. Chia cho V max là omega nhân A. Omega với A đơn giản đi. Vậy em được là omega còn lại duy nhất bằng A max chia V max. A max là bao nhiêu? 2. V max là bao nhiêu? 68. Nhớ này 2 này là 2 mét nha. Vậy chỗ này phải đổi ra đơn vị là cm. Chia cho V max này là 62,8 cm trên giây thì bằng omega. Được không? Vậy thì thầy suy ra được ở đây omega bằng. Bấm nha. Từ từ nha, bấm nha, từ từ nè. 200 chia 62,8 bằng 200 chia 62,8 bằng 3,18. 3,18, đúng không ta? 3,18. Omega bằng 3,18. 3,18 hay là 3,14 á. Được không? Rồi, vậy thì T sẽ bằng là, để bài hỏi gì? Chu kỳ dao động. Chu kỳ thì T sẽ bằng 2 pi chia omega. Bằng T bằng 2 pi chia omega. 2 pi chia omega bằng 2 giây, gần bằng 2 giây em. 1,97 là gần bằng 2 giây á. Rồi, có đáp án chưa em? 15 đáp án sẽ là gì? T bằng 2 giây thì chúng ta thấy chỉ có một đáp án duy nhất có T bằng 2 giây đúng không? Cho nên chúng ta chọn được đáp án là câu A. Có nhanh quá không em? Hiểu bài comment 1 coi. Còn nếu mà còn lơ mơ comment 2. Đặc biệt là những bạn mới nè. Nếu lơ mơ comment 2 giùm thầy cái.
Comment 2 nếu như mình còn lơ mơ chỗ này ha. Câu này đó bắt đầu là một câu hơi khó khó rồi đó. Ok không? Rồi ok ha. Vận tốc của vật thi qua vị trí cân bằng là 62,8. Gia tốc ở vị trí biên là 2 m trên giây, tức là 200 cm trên giây. Mình lập A max chia V max thì mình ra được hệ số tính được omega. Được không? Bây giờ nó hỏi biên độ và chu kỳ, mình tính được chu kỳ rồi là xong thôi. Biên độ mình chỉ việc thế ngược lại vào đây. À, với V max bằng A omega. Mình suy ra được là A bằng V max chia omega bằng, và mình ra được nó là 20 cm. Ok không các em? Rồi. Qua dạng 4. Đây, qua dạng 4 phương trình độc lập. À, đây mới là cái chủ đề chính của ngày hôm nay nè. Phương trình độc lập. Phương trình độc lập. Quen không? Quen không? Phương trình độc lập nè. Ôi, team live VIP của thầy còn ai nè, chuẩn bị 9 rưỡi là vô học live VIP nha. Bạn nào live VIP còn đây comment 2 coi. Ai là live VIP còn đây comment 2 nào. Bạn nào là team mới học buổi đầu và học tới được giờ này rồi comment 1 coi. Ai là live VIP thì comment 2, chuẩn bị vô học chương trình live VIP ha. Còn ai buổi đầu nhưng mà đã học được tới giờ này rồi comment 1 coi nào. À, rất đáng khen cho những bạn nào buổi đầu đã học được tới giờ này, hay Võ Nhật Kỳ nè, còn ai nữa, ai buổi đầu ngày hôm nay đã đi được tới giờ này, Ngọc Nhi comment 2 nha. À, Trọng Nguyên, Văn Hoàng, Nhi Thành, Lam Nguyễn, ok rất tốt, Hồng Nguyễn, Nguyệt Đăng, Thúy Trương Thanh là comment 2, đúng rồi, rất tốt ha, rất là đáng khen cho những bạn mới học buổi đầu mà đi được tới giờ để giờ này ha. À, có nghĩa là các em đang có một cái sự chủ động rất lớn. Thằng Trực Bamboo cút, Thúy Trương Thanh cút. À, để cho các bạn comment nha, tụi bay dành comment hết của người ta. Bọn mày là viết comment 2, Như Quỳnh comment 2. Xin người đừng khiêm tốn nữa, người ta chết đấy. Rồi, câu số 16 nè các em. Câu số 16 ha. Bọn nào mà chưa comment cái nào từ đầu tới giờ comment 1 phát xem nào. Câu số 16. Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm MN cách nhau 10 cm, MN cách nhau 10 cm. Mỗi giây thực hiện được hai dao động toàn phần. MN bằng 10 cm. Mỗi giây thực hiện được hai dao động toàn phần. Ê, hỏi 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 nào bây ơi. Số dao động thực hiện trong mỗi giây thì được gọi là chữ gì? Chữ gì? Dao động thực hiện trong một giây gọi là chữ gì bây? Dao động trong một giây gọi là chữ gì? Đúng rồi. Mỗi giây thực hiện được hai dao động toàn phần thì đó chính là F bằng 2. Đúng không? Số dao động thực hiện được trong một giây. Được chưa? Rồi. Dao động MN điều hòa giữa MN cách nhau 10 cm thì mình phải hiểu rằng là đây là M nè. Đây là N nè. Đấy. Và ống dao động trong cái đoạn MN cách nhau 10 cm là đây nè. Được không? Đấy. Vậy cái đoạn này là D bằng 2A. D là 10 á, suy ra là A bằng 5 cm nè. Hiểu không mấy ông? 16 mà lụi tôi tát cho một bạt tai bây giờ chứ lụi. À, có A bằng 5 cm, F bằng 2 nè. Độ lớn của vận tốc lúc đi qua trung điểm MN. Đi qua trung điểm MN thì có phải là đi qua vị trí cân bằng, đây là V cân bằng nè. Được chưa? À, vậy thì mình sẽ có được là V cân bằng bằng A nhân cho omega. Omega thì bằng gì? 2π f. Thì chỗ này mình bằng là 5 nhân cho 2π nhân cho 2. 2π nhân 2 là 4, nhân 5 là 20π cm trên giây. Đấy, 20π cm trên giây. Bấm rồi. 20π bằng 62,831, 62,8 đáp án là câu A, 16A ha. Đấy, đứa nào mới học mà làm được A luôn comment A coi. Còn đứa nào mà đã học cũ rồi mà lụi tát một bạt tai vào mặt nó tự tát. À, đứa nào mà live VIP mà làm không được câu này tự tát một bạt tai vào mặt đi. Được không? Rồi, rất là nhiều bạn làm rất là tốt ha, rất là đáng khen. Thừa thắng xông lên. Vô. Thừa thắng xông lên nè. 16 xong qua câu 17 các em ơi. Em mới lụi à. 17. Rồi, còn 10 phút nữa mình làm khoảng tới câu 20 mình nghỉ nha. À, hôm nay mình bị lố giờ không kịp làm cái phần cuối rồi, nhưng mà không sao, mai mình làm ha. À, bắn dư sao tha được. Câu số 17.
Một vòng dao động điều hòa có phương trình là x bằng 5 cos 2 beta cộng b chia 3 lấy b bằng mình bằng 10 gia tốc phi có lý độ x bằng 3 cm là. Câu số 17 dễ quá. X bằng là 5 cos 2 beta cộng b chia 3 cm lấy b bằng 10 gia tốc khi có lý độ. Gia tốc là a nè bằng trừ omega bình x, mà khi mà nó hỏi chữ gia tốc như thế này á, đúng không? Thì là nó không có chữ độ lớn đúng không em? Không có chữ độ lớn là mình phải để nguyên cái dấu, mà khi nào có chữ độ lớn là mình có chữ tuyệt đối, hiểu không? Còn này đâu có độ lớn đâu, cho nên mình không bỏ tuyệt đối vô ha. Ở đây mình sẽ được omega bằng là 2 pi nè. Cái này là trừ 2 pi tất cả bình nhân cho x bằng 3 nè. Bằng. Rồi bấm máy nha. 2 pi bình nhân cho 3 bằng 118 mấy ông ơi, 118 coi như là 120 ha. Coi như làm tròn 120 đi. 120. Dấu trừ chứ nữa, trừ 120. Trừ 120 cm trên dây bình. Rồi, dễ dàng đáp án là câu A. 17 này mà ông nào không làm được thì thôi chứ đừng nói gì nữa, yêu thương gì nữa không? Rồi, 17 xong, 18 nè. 18 xem đề bài nói gì đây. Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x bằng 5 cos 2 pi t cộng pi chia 3. Vận tốc của vật khi có lý độ x bằng 3 cm là. Phương trình là gì đây? X bằng 5 cos 2 pi t cộng pi chia 3, vận tốc khi x bằng 3 cm. Rồi, nhìn bài này ha, 18. X bằng 5 cos 2 pi t cộng pi chia 3 cm. Đúng không? Nó hỏi là khi mà x bằng 3 cm thì V bằng bao nhiêu? Mô tả cái hình bài này tí nha em. Dao động điều hòa qua lại quanh vị trí cân bằng như thế này ha. Mà chúng ta biết rằng chỗ này là A bằng 5 nè. Đấy, chỗ này cũng là 5, nếu mình xét trục tọa độ cho cái trục tọa độ chiều dương qua phải thì nó sẽ là trừ 5. Đây là vị trí cân bằng không đúng không? Bây giờ x bằng 3. Ở đây mình biết là ngay vị trí này thì V cân bằng là V max đúng chưa? Nhưng mà ở đây có vị trí x bằng 3 nè thì ứng với nó sẽ là một cái V. Đề bài hỏi x bằng 3. Ngay cái chỗ này nè, x bằng 3 thì V là nhiêu? Ở vị trí cân bằng V max thì dễ rồi. Ở vị trí biên V bằng 0 thì dễ rồi, đúng không? Nhưng mà giờ x ngay đây thì V là bao nhiêu? Lúc này hồi nãy thầy có dạy các em rồi. Mình sẽ có phương trình độc lập. Phương trình này gọi là phương trình độc lập ha. Phương trình độc lập. A bình bằng V bình chia omega bình cộng x bình. Đấy, bây giờ mình chỉ cần tìm V thôi đúng không? Vậy thấy số thôi. A là nhiêu? 5 nè. 5 bình bằng V bình. Omega là nhiêu? 2 pi nè. Bình. X là nhiêu? 3 nè. Đấy, em thấy số vô thì ẩn số duy nhất của mình bây giờ là chữ V đúng không? Ta suy ra được V bằng. Đấy, thấy số bấm máy thôi các em. Phạm Vũ Quốc làm rất là tốt ha. Làm xong câu 19 luôn rồi. Đúng không? Nguyễn Lan. Ok, Nguyễn Lan giỏi lắm. Mới học buổi đầu mà giờ là giỏi rồi ha. Vậy mình sẽ được là bấm máy nha, 5 bình xếp bằng phân số nè, V là x bình chia cho 2 pi bình. Đây chết mẹ, bấm lộn pi, 2 pi bình. Rồi chỗ này mình cộng cho 3 bình xếp son bằng 25. 25 căng ra một cái nữa. Đây là V bình mà. Đúng không em? Không, V luôn á, 25 á. Được chưa? V là 25. Vậy đáp án là câu nào? 25 của mình là 25 phớt 13 này. Nhớ là V này là V bình. Bính V ra phải có cộng trừ 25 phớt 13 cm. 25 phớt 13 cm cộng trừ. Nó sẽ là câu. Ô. Chỗ này là cộng không là không được nè. Cộng trừ nó mới đúng ha. 28 đáp án là câu C. 18 đáp án là câu C. Đào Quang Đức, em chờ thầy trong đây viết nhá, thầy cố lên. Ok rồi, chuẩn bị vào live viết nha các em. Ok, 9:30 là chúng ta có live viết ha, chúng ta còn hai câu ở đây nữa, hai câu ở đây xong rồi thầy sẽ vào live viết. Hẹn các bạn khóa 7 ngày, ngày tối mai ha. Rồi nhớ là về nhà xem trước bài của ngày hôm nay, ngày mai nha. Ngày mai á, mình sẽ giải từ câu này cho xuống nè. Các bạn nào mà trong khóa này tự giải trước cho thầy mấy câu này, ôn lại kiến thức cũ lớp dưới xem là mình có thể giải được bao nhiêu câu trong này ha, từ câu 21 tới câu 25 nè các em, được không?
Đấy, bây giờ thầy vẫn còn sửa câu hạng 19 20 nữa nha. 19 20 xem đề bài nói gì đây. Đề bài nói rằng là 19 quỹ đạo 40 cm x bằng 10, vận tốc là 20 pi căn 3, chu kỳ dao động là bài này á, khi mà các em học tới tam anh thần tốc thì sẽ chỉ cho các em nhìn phát ra luôn kết quả ha. Bây giờ mình vẫn phải giải, nhưng mà thật ra bài này nhìn phát ra luôn nè. Quỹ đạo dài 40 đúng không? Quỹ đạo dài 40. Vậy là D bằng 40. Mà D này chính là 2A. Đúng không em? Suy ra A bằng D chia 2 bằng 20 cm. Ý đầu tiên mà em nhìn ra là như thế. Giờ có x bằng 10, V nhiêu đây? Hỏi chu kỳ là nhiêu? Vậy chúng ta sẽ có là A bình bằng V bình chia omega bình cộng x bình. Đúng không? Thế số nè. A là nhiêu? 20 bình. 20 bình bằng V là nhiêu? 20 pi căn 3. 20 pi căn 3. Tất cả bình chia cho omega là cái đi tìm, cộng cho x là 10. 10 bình. Thấy được không em? 20 bình bằng 20 pi căn 3 bình chia omega bình cộng 10 bình. Từ chỗ này em sẽ suy ra được omega bằng, rất đơn giản đúng không? Rồi, từ đó em sẽ suy ra được là T bằng 2 pi chia omega. Thế số bấm máy mình ra được kết quả. Ai đã làm câu 19 rồi, comment đáp án 19 rồi. Diễm Quỳnh ra B, Nguyễn Lan ra B, giỏi thế. Rất là tốt ha, các em tiếp thu nhanh đấy. Bạn nào chưa ra được thì ra luôn đi. Ok. Tuyệt vời, các em tiếp thu rất là tốt luôn á. Vậy ở đây mình sẽ có là T bằng 2 pi chia omega, và nếu em tính đúng nó sẽ ra là câu 19 đáp án là câu gì các em? Ngọc Anh ra luôn rồi nè. B ha, chu kỳ là 1 giây, rất giỏi. Rất là đáng khen. Rồi, một câu nữa nè, câu 20 thôi. X bằng 3, V bằng 40. Khi qua vị trí cân bằng thì V bằng là 50. Nó hỏi là tần số là bao nhiêu? Ơi, câu này không làm được thôi, nhưng câu này khó rồi đấy. Ai làm được 20 rồi comment đáp án cái câu nào. Rồi, bọn live VIP nó đã out hết rồi. Rồi. Giờ đây là còn quân mới không ấy? Ai làm được có 20 comment giùm thầy cái coi. X bằng 3 cm thì V1 bằng 40 cm trên giây. Khi qua vị trí cân bằng thì V2 bằng là 20A, giỏi thế. 50 cm trên giây. Như vậy chỗ này em sẽ có nè. V2 bằng A omega. Bởi vì V2 này là mass ở vị trí cân bằng, đúng không? Đây là phương trình số 1 để đó. Tiếp theo, chỗ này mình sẽ được x1 với v1 thì mình có được là a bình bằng v bình chia omega bình cộng x bình. X này là x1, tương ứng đây là v1, được không em? Rồi, bây giờ từ chỗ này nè, thầy mới nhân omega lên hai vế thì thầy sẽ được gì đây? Nhân omega lên thầy sẽ được chỗ này là a omega thì bằng v2, đúng không em? Đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi là tần số dao động điều hòa là 20 lụi là dở nha, 20 lụi là dở nha. Ở đây mình sẽ nhân omega lên, ta sẽ được là A omega tất cả bình bằng V1 bình cộng cho omega nhân X1 bình. Thấy không em? Đây nè, bưng cái này thế vô đây. A omega này có phải là V2 là 50 không? Thì chỗ này nguyên cục này chính là 50 nè, bằng V1 là 40 nè, có bình phương nha. Cộng cho omega có bình phương nha, nhân cho x1 là 3 bình nè. Đấy, vậy em thấy ở đây ẩn số duy nhất là omega chưa? Vậy mình suy ra được omega chưa em? Những cái phép biến đổi rất là đơn giản hơn. Omega của mình sẽ là 50 bình xếp bằng 40 bình cộng x bình nhân 3 bình xếp son x bằng 10 luôn. Omega bằng 10, đúng không em? Bấm cho em coi thôi chứ thầy đã nhẩm ra rồi, tao đầu tao rồi biết rồi. 10 radian trên giây. Đấy, omega 10 radian trên giây, trong khi đề bài hỏi tần số đúng không? Em biết rằng là omega thì bằng 2 pi f. Suy ra f bằng là omega chia 2 pi. Đấy, f bằng omega chia 2 pi, tức là 10 chia cho 2 pi thì bằng là 5 chia pi HZ, đúng không em? 5 chia pi HZ thì chúng ta có đáp án là câu A.
Ai làm được câu 20A, comment 20A cho thầy coi coi. Comment 20A nào, comment A nào, comment A phát cho thầy xem nào. Giỏi lắm kìa. Tuyệt vời ha. Rồi. Buổi đầu tiên của chúng ta hôm nay là hoàn thành xuất sắc. Chúc mừng 70 bạn đã về đích trong ngày hôm nay. Được không? Có một số bạn là các bạn kẹt, các bạn sẽ coi lại sau ha. Đấy, rồi, comment 1 cho thầy biết là hôm nay chúng ta học rất là tốt coi. Hãy comment 1 và phát xem nào. 20A ha. Rồi bạn nào chưa xe bấm sang cái đi rồi chúng ta nghỉ ha. Bọn live VIP chuẩn bị vô live VIP học nha. Rồi các bạn nào mà mới học ngày hôm nay, nếu quan tâm tới live VIP thì hãy tìm hiểu từ từ đi nha. À, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở trong live VIP của thầy để đồng hành với nhau chinh phục điểm 8, điểm 9, điểm 10 môn vật lý ha. Gì không dám nói chứ môn vật lý thầy lo được. Được không các em? Rồi, nghỉ nha. Bye các em nè.